khi thành phố Sài Gòn vừa bước qua tuổi 300, song những người làm phim chúng tôi không có ý định nói về thành phố nổi tiếng này của đất nước, mà chúng tôi chỉ muốn nói về một con người, một trong những công dân của thành phố đã bằng lao động bền bỉ và sức sáng tạo nghệ thuật trong suốt hơn 30 năm để hình thành nên đường lối tranh thủy mặc Việt Nam. Người đã đem lại cho thành phố quê hương nơi anh đã sinh ra một niềm tự hào chân chính. Người đã đem đến cho nền hội họa Việt Nam một bản sắc, một phong cách riêng, góp phần tạo nên sự sinh động và hoàn thiện của nghệ thuật hội họa đương đại Việt Nam những năm cuối thế kỷ 20. Họa sĩ Trương Hán Minh. Nói về họa sĩ Trương Hán Minh, chúng tôi có thể dành những nhận xét sau đây của họa sĩ Ca Lê Thắng, Phó Tổng Thư ký Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trong nhận định sau. Hội họa Trung Hoa gần 2.000 năm nay, nếu tính từ họa sư Cố Khải Chi đến Tề Bạch Thạch, đã cống hiến cho kho tàng nghệ thuật thế giới một màng độc đáo, lớn lao, đầy ảnh hưởng trong cách cảm thụ, quan niệm đánh giá cái đẹp của thiên nhiên và con người. Hội họa Trung Hoa như một hình hài cụ thể nhìn thấy được của tinh thần Đông phương, văn hóa và triết học Đông phương. Dường như thời đại của các họa gia Cố Khải Chi, Ngô Đạo Tử, Hậu Cán, Vương Duy, Mễ Phi, v.v. mà đại diện cuối cùng là Tề Bạch Thạch đã qua đi, hội họa hiện đại Trung Hoa vẫn là thủy mặc, nhưng đã có một cách nhìn khác bằng khoảng không gian khác. Tuy nhiên, vẫn còn họa sĩ thành công với sự trung thành trong phương pháp cổ điển của hội họa Trung Hoa, bắt nguồn từ Bắc Tông, Nam Tông đời Tống, kéo dài đến cuối nhà Thanh. Trương Hán Minh, họa sĩ thủy mặc người Việt gốc Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh, đã góp phần công sức và tài năng vào đội ngũ các họa sĩ này. Anh là họa sĩ hàng đầu có công dẫn dắt để hình thành nên đường lối thủy mặc ở Việt Nam. Sự hiểu biết tường tận hội họa cổ điển Trung Hoa, am tường nhuần nhuyễn kỹ thuật thể hiện cộng với tình yêu thiên nhiên tha thiết là ba yếu tố tạo nên sự hấp dẫn trong tranh Trương Hán Minh. Ý đi trước bút, sự sang trọng và tài khéo léo không để lộ đầu bút, hợp lý trong sự cuồng nhiệt, cụ thể nhưng đầy ý thơ là sự thành công trong tác phẩm Trương Hán Minh. Trương Hán Minh đặc biệt chú ý tới tranh hoa điểu. Anh yêu thơ và hoa. Anh là người hành động, luôn hướng tới các hoạt động xã hội. Sự cương nghị thể hiện ở những nhát bút chính xác, sắc ngọt. Tình cảm của anh chìm trong các khoảng trống, ẩn vào các biến thái của sắc độ. Tranh của anh như những tứ thơ ngắn gọn và hàm xúc. Nó như dòng nước xuôi chảy, êm đềm, nhẹ nhàng của một giấc mơ hiền hòa. Bút pháp của Trương Hán Minh giản dị nhưng nhiệt thành khỏe khoắn mà không phô trương, ẩn tàng một bút lực của bao năm tháng rèn luyện và tích lũy. Sinh năm 1951 tại Chợ Lớn, ngay từ năm 20 tuổi, năm 1971, họa sĩ Trương Hán Minh đã có tranh tham gia triển lãm tại Malaysia. Anh liên tục tham gia những cuộc triển lãm tranh ở nhiều nơi trong nước, đồng thời cũng đã có những triển lãm cá nhân rất thành công. Năm 1989, anh xuất bản tập tranh đầu tiên. Tập tranh thứ hai ra đời năm 1992. Và năm 1995, sau khi tham gia triển lãm mỹ thuật toàn quốc, Trương Hán Minh xuất bản tập tranh thứ ba. Đây là những công trình ấn loát công phu, giá trị và đạt trình độ mỹ thuật cao. Từ năm 1994 đến nay, Trương Hán Minh cũng nhiều lần triển lãm tranh ở nước ngoài. Đầu tiên là triển lãm tranh và tham gia giảng dạy mỹ thuật tại Boston, Mỹ, Đài Bắc, Đài Loan năm 1994. Sau đó là tại Nhật Bản, Indonesia năm 1995, Paris năm 1996 và gần đây là tại Australia. Bằng cái tinh diệu của ngòi bút và sự mẫn cảm của một tâm hồn nghệ sĩ, Trương Hán Minh không chỉ thành công trong nghệ thuật thủy mặc khi được tặng 4 chữ Lĩnh Nam Chi Quang, mà đáng nói hơn, anh còn là một người tham gia tích cực vào những công tác từ thiện. Cũng có lẽ bắt đầu từ đó, cái đẹp trong anh đã trở thành viên mãn. 30 năm hoạt động nghệ thuật, Trương Hán Minh đã làm rạng tỏ sự nghiệp của môn sư là tiên sinh Lương Thiếu Hằng thuộc phái Lĩnh Nam. Ngày hôm nay, nói đến nghệ thuật độc đáo đầy tính truyền thống là tranh thủy mặc của người Việt gốc Hoa ở Việt Nam, Trương Hán Minh là một trong những họa sĩ mà người ta nghĩ đến trước nhất. Đó là một nghệ thuật tổng hợp từ sự vận dụng nét bút đầy khổ luyện với một nguồn cảm hứng sâu sắc từ thiên nhiên của đất nước Việt Nam, tổ quốc của anh. Cái tình cảm đối với thiên nhiên ấy không lúc nào mất trong anh. Những hoa và điểu, những sơn và thủy hóa trên nền giấy thanh bạch được thể hiện trong những giây phút đầy hào hứng của ngọn bút Trương Hán Minh. Bút lực của anh mạnh mẽ nhưng động tác vẽ vô cùng giản dị. Bằng một ngọn bút lông duy nhất, vận dụng cổ tay mềm mại, anh tô những nét đậm hay nhạt, to hay nhỏ, mạnh mẽ hay tả lượt một cách tự tin, trầm tĩnh. Làm chủ được ngọn bút, anh cứ để cho nguồn cảm hứng tự do tuôn tràn trên mặt giấy tuyến chỉ. Trong tác phẩm của Trương Hán Minh, ngoài những đề tài núi sông, cây cỏ, chim, mây, còn có thêm những phong cảnh của Việt Nam được thể hiện rất truyền thần, tràn đầy vẻ đẹp và sức sống. Căn cơ nghệ thuật vẽ của họa sĩ bắt nguồn từ phái Lĩnh Nam, tranh thủy Trung Quốc. Nhưng Trương Hán Minh không dừng chân trước một đỉnh cao nào. Với sức tìm tòi, tiến bước dẻo dai, họa sĩ tiếp tục đi lên, vươn tới cái chân thiện mỹ, không gò bó trước khuôn phép, hấp thụ đầy đủ tinh hoa của mỗi người đi trước và phát huy hơn nữa, biết mạnh dạn đổi mới sáng tạo, qua đó làm tăng sức sống cho con đường sáng tạo nghệ thuật, đem vẻ đẹp của thế giới tự nhiên thăng hoa vào trong tác phẩm nghệ thuật tranh, kết hợp hai vẻ đẹp của nghệ thuật và cuộc sống thành một ý cảnh tổng thể. Đây chính là sự kết tinh thành tác phẩm tranh của họa sĩ Trương Hán Minh. Thưa quý vị và các bạn, tranh thủy mặc là một loại hình nghệ thuật truyền thống phương Đông. Ở nước ta, tranh thủy mặc không phát triển rộng rãi nên ít người chơi và hiểu về loại tranh này. Hôm nay, Văn nghệ Chủ nhật mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một họa sĩ luôn đam mê vẽ tranh thủy mặc và cùng anh chiêm ngưỡng và tìm hiểu về dòng tranh truyền thống này. Anh là họa sĩ Trương Hán Minh. Hối hả và sôi động là cảm giác của tôi khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Ấy vậy mà, trong chính cái không khí công nghiệp ấy, có một họa sĩ được coi là hàng đầu của dòng tranh thủy mặc Việt Nam đang cần mẫn sáng tác. Một chút tĩnh lại, một chút lắng đọng và bình an. Đó là cảm giác của người xem khi đứng trước các tác phẩm thủy mặc của họa sĩ Trương Hán Minh. Chỉ với 5 phút, anh đã thể hiện thành công linh hồn của thiên nhiên, sự vật. Và để có 5 phút ấy, Trương Hán Minh đã phải khổ luyện trong hơn 20 năm để tạo nên thần thái trong phong cách của mình. Trong họa có thơ, trong thơ có họa. Là một trong số không nhiều họa sĩ có phòng tranh riêng chào mừng Đại hội Đảng, triển lãm Trương Hán Minh tại Bảo tàng Mỹ thuật đã gây ấn tượng lớn trong đời sống mỹ thuật Việt Nam. Hội họa Thủy Mặc có quan điểm độc đáo, sáng tác tranh không xa vào tả trưng, hình tượng mà cần làm nổi bật tinh thần của sự thật thông qua nội tâm của họa sĩ. Đó là một nghệ thuật thiên về, tượng trưng và ấn tượng, chỉ dùng màu nước mực đủ để diễn cảm mọi cảm xúc phi thường. Qua hơn 30 năm hoạt động mỹ thuật, họa sĩ Trương Hán Minh gắn bó mật thiết với loại hình thủy mặc bởi tình yêu nghề nghiệp thiết tha, ý chí tự học hỏi vươn lên không mệt mỏi. Ngược lại, thủy mặc cũng giúp họa sĩ Trương Hán Minh nâng cao nhận thức, nâng cao tình yêu thiên nhiên, con người và cảnh vật trong hoạt động đa dạng của mình. Trương Hán Minh, một họa sĩ Việt Nam, đã tiếp nhận một cách xuất sắc và tài hoa nền hội họa hoa điểu có truyền thống rực rỡ 1.000 năm nay ở Trung Quốc. Anh đã tạo nên những bất ngờ đầy xúc động ở ngay những đường nét giản dị, chân thành nhưng cô đọng, sâu sắc, mang tính cách phương Đông. Tôi thấy là rất là vui và rất thích thú, bởi vì cái tranh thủy mặc là nó tuyệt vời, vừa hấp dẫn vừa nó đi vào lòng. Họa sĩ Trương Hán Minh thì không những có tài về họa thủy mặc mà lại có cả tấm lòng thiện. Tranh của Trương Hán Minh thì chúng tôi đánh giá cao là anh ấy sử dụng cái chất liệu truyền thống, không có một cái dòng riêng, làm tạo ra cái sự phong phú của cái hội họa Việt Nam. Đầu thế kỷ 20, một số họa sĩ sang Nhật du học và tiếp thu nghệ thuật hội họa Tây phương. Họ đã vận dụng những kiến thức từ các bộ môn lập thể học, ánh sáng học vào tranh thủy mặc truyền thống, tạo nên trường phái thủy mặc Lĩnh Nam. Trương Hán Minh là học trò của trường phái Lĩnh Nam tại trường nghệ thuật Đông Phương qua thực tiễn sáng tác. Dòng tranh Lĩnh Nam được đổi mới và cách tân đã tạo nên một dòng thủy mặc mới mà người ta vẫn gọi là thủy mặc Việt Nam, mà trong đó có sự đóng góp không nhỏ của họa sĩ Trương Hán Minh. Từ những cảnh vật nhỏ trong thiên nhiên đến cảnh hùng vĩ của mây trời sông nước, tất cả được bài trí hài hòa, chọn lọc, sống động đến mức nhìn chim như thấy chim hót, nhìn hoa như thấy hoa nở dịu dàng, rất gần gũi, thân thiết với tâm hồn con người. Tranh Trương Hán Minh là một đời sống con người trong sự cảm thông sâu sắc tới những vui buồn khác nhau. Nó không dừng lại ở trang trí, mà đó là những xôn xao đầy nỗi niềm. Bút pháp, bố cục của họa sĩ Trương Hán Minh là thành tựu của một đời thủy mặc kiên trì. Xem anh vẽ tranh, quả thấy nghề chơi mới lắm công phu làm sao. Một tờ giấy xuyến chỉ, loại dành riêng cho tranh thủy mặc, từ đĩa mực đen nhưng nhức có thể tạo ra 24 màu khác nhau. Những nét cọ mạnh mẽ, lúc đậm, lúc nhạt, không ngừng nghỉ. Bút đoạn mà ý không đoạn, uyển chuyển, mềm mại. Công phu của nghệ thuật vẽ tranh thủy mặc là một lần xuống bút, họa tiết phải hiện hình, phải dứt khoát. Một chút chần chừ run rẩy sẽ làm hỏng bức tranh. Người cầm cọ phải mường tượng nét bút trong đầu một cách tỉ mỉ, nắm được độ thấm mực của giấy, nắm được tỷ lệ giữa màu và nước, sắc độ hòa nhòe vào nhau. Vì thế với Trương Hán Minh, 5 phút vẽ thủy mạc là 20 năm cầm cọ. Mỗi một nhành cây, cánh lá rơi trên giấy là sự luyện tập trau chuốt từ hàng trăm cánh lá khác gom lại. Sự hiểu biết tường tận hội họa cổ điển Trung Hoa, am tường nhuần nhuyễn kỹ thuật thể hiện, cộng với tình yêu thiên nhiên tha thiết là ba yếu tố tạo nên sự hấp dẫn trong tranh Trương Hán Minh. Ý đi trước bút, sự sang trọng và tài khéo léo không để lộ đầu bút, hợp lý trong sự cuồng nhiệt, cụ thể nhưng đầy ý thơ. Sự cương nghị thể hiện ở nét bút chính xác, sắc ngọt. Tình cảm của anh chìm trong các khoảng trống, ẩn vào biến thái của sắc độ. Tất cả cuộc sống thiên nhiên mà tạo hóa đã ban cho con người đã ngưng đọng lại và vĩnh cửu hóa trên nền giấy thanh bạch. Hào hứng làm chủ ngọn bút, anh để cho nguồn cảm hứng tự do tuôn tràn lên mặt giấy xuyến chỉ. Mỗi nét vẽ là cả một quá trình chắt chiu, chiêm nghiệm. Như cây trúc vốn động, do cành lá lao sao, thế lại tĩnh. Giữa tiếng lao sao đầy nhạc tính của thân và lá, còn thể hiện nét tĩnh của gốc. Với tâm trạng của những chàng lưu nguyễn xa xưa nào đó, chúng ta bước vào lững thững dạo chơi, sống và thở trong thiên nhiên cùng Trương Hán Minh với một hồn thơ đông phương vời vợi. Thiên nhiên tĩnh tại trong anh đến mát lạnh nhưng cũng ngạo nghễ đến vô biên. Giữa cuộc sống đô thị ồn ào và náo nhiệt, Trương Hán Minh vẫn tìm cho mình những giây phút tĩnh tại, an ổn hòa nhập vào thiên nhiên, đồng cảm với vạn vật. Đôi khi, anh tìm cho mình cảm hứng sáng tác qua thơ đường. Quan niệm của anh chỉ vẽ những gì mình ưng ý, chú trọng nhiều vào cái tốt, cái thiện để mọi người trong xã hội được biết đến. Ngoài thời gian sáng tác là những phút tự học qua nhiều trường phái khác như Tây họa, nghiên cứu họa lý cùng họa pháp để tự sửa chữa cái khuyết, để bắt kịp nền văn minh mới. Cách tân tranh thủy mạc từ vẽ đen trắng sang tranh màu lập thể. ngũ thập chi thiên mệnh. Thế nhưng anh cứ bồn chồn không yên trong sáng tác nghệ thuật, canh cánh trong lòng nỗi lo, không tiến tức là lùi. Lại thỉnh thoảng gặp người ngưỡng mộ hỏi sao lâu rồi chưa bày tranh. Anh cứ bồn chồn khao khát, bởi vì cái đích của nghệ thuật vừa cao xa vừa hư ảo, như vầng trăng dưới nước kia, như làn hương hoa trong tranh, như cõi vô cùng phía chân mây. Làm sao biết mình đã đạt tới chưa? Chục bài báo nói về nghệ thuật thủy mạc trong tranh Trương Hán Minh. Người họa sĩ này đã hòa quyện trí tưởng tượng và hiện thực cuộc sống vào trong tranh. Cái hư hư thực thực mà anh gửi tới công chúng đã mang một giá trị không cùng. Là họa sĩ tiêu biểu nhất trong trường phái thủy mạc lĩnh Nam tại Việt Nam, tác phẩm của họa sĩ Trương Hán Minh không những giữ được bản sắc truyền thống của trường phái lĩnh Nam, mà còn có sự sáng tạo từ suy nghĩ, bố cục, bút pháp và dùng màu. Từ năm 1970, giới thưởng ngoạn hội họa đã thấy tranh ông xuất hiện trong những cuộc triển lãm ở sân Tinh Võ, trong những hội quán người Hoa ở chợ lớn. Ngay những ngày đó, mặc dù rất trẻ, Trương Hán Minh được công chúng xác nhận như một tài năng nhiều hứa hẹn. Năm 1971, ông tham gia triển lãm thủy mạc ở Malaysia. Năm 1973, ông tham gia triển lãm thủy mạc ở hội quán Triều Châu. Trong suốt thời gian 10 năm liền, ông vừa dạy vẽ, vừa học thêm và tự nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo. Năm 1990, ông tham gia mỹ thuật toàn quốc, giao lưu mỹ thuật tại Bắc Kinh, Paris, Bordeaux, Pháp. Cho đến nay, ông đã cho ra đời 3 tập tranh Thủy Mạc Trương Hán Minh với hàng trăm phiên bản. Bằng tài nghệ của mình, ông thật sự đã chinh phục lòng người, gây sự thích thú với công chúng yêu mỹ thuật. Là ủy viên ban chấp hành Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, ông luôn ý thức về trách nhiệm của mình trong việc phát huy và kế tục dòng tranh thủy mạc ở Việt Nam. Đã có hàng chục thế hệ học sinh tìm đến với tranh thủy mạc dưới sự hướng dẫn của họa sĩ Trương Hán Minh. Và như thế, một quá trình khổ luyện 20 năm cho 5 phút bắt đầu hình thành từ một thế hệ mới. Trương Hán Minh đã đi khắp đất nước, dường như cảnh đẹp nào cũng được vẽ thành tranh. Ông nói, nghệ thuật không có giới hạn, không phân ranh giới. Có thấm nhuần đời sống tinh thần dân tộc mới tạo được thần sắc cho tác phẩm thủy mạc. Phải chăng, điều đó đã làm nên sức cuốn hút cho tranh Trương Hán Minh? Giá trị thật sự của bức tranh là tâm hồn họa sĩ, và giá trị quốc tế của tác phẩm nghệ thuật là tính dân tộc được diễn đạt một cách khéo léo, đặc sắc. Một lần nữa, xin được cùng đắm chìm trong tranh thủy mạc Trương Hán Minh. Mời quý vị theo dõi phần tin trong nước của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay ngày 10 tháng 10, triển lãm tranh thủy mặc của họa sĩ Trương Hán Minh đã được khai mạc. Đây là một trong những nội dung mở đầu cho các hoạt động tháng cao điểm vì người nghèo thành phố nhân kỷ niệm Ngày Thế giới chống đói nghèo và hưởng ứng tháng vận động cao điểm vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ ngày 17 tháng 10 năm 2003 đến ngày 18 tháng 11 năm 2003. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thành Long, các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổng lãnh sự các nước tại thành phố, các hiệp hội, các tổ chức của các doanh nghiệp nước ngoài tại thành phố. Trong hơn một tháng qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, Ban vận động vì người nghèo thành phố đã bàn bạc và thống nhất với Ban công tác người Hoa, Hội Mỹ thuật thành phố, báo Sài Gòn Giải phóng Hoa Văn và với sự nhiệt tình ủng hộ của họa sĩ Trương Hán Minh để tổ chức triển lãm giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của họa sĩ, và qua cuộc triển lãm để những người yêu thích nghệ thuật và có nhiều quan tâm đến công tác xã hội từ thiện góp phần ủng hộ quỹ vì người nghèo của thành phố. Được biết toàn bộ tiền bán tranh sẽ được trích 50% góp vào quỹ vì người nghèo thành phố. Họa sĩ Trương Hán Minh hiện là chủ nhiệm câu lạc bộ mỹ thuật người Hoa thành phố, ủy viên Ban chấp hành Hội Mỹ thuật thành phố, ủy viên Hội đồng Mỹ thuật Sở Văn hóa Thông tin thành phố, ủy viên Ban chấp hành Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thành phố, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố. Họa sĩ đã có những tác phẩm được xếp vào tác phẩm danh họa thế giới người Hoa và đã được tổ chức triển lãm tại Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Australia. Triển lãm lần này tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu 105 tác phẩm đặc sắc của họa sĩ Trương Hán Minh đã ấp ủ sáng tác từ 2 năm nay. Với sự tiếp nhận và kế thừa tinh hoa của các bậc nghệ sĩ đi trước về tranh thủy mặc cổ, đồng thời thêm sự sáng tạo và kỹ thuật bút pháp điêu luyện, họa sĩ đã tạo nên những tác phẩm tuyệt vời. Mỗi bức tranh đều có những sắc thái riêng biệt, sinh động, đầy sức sống. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2003 tại nhà triển lãm Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, bản tin trong nước hôm nay gồm có những tin đáng chú ý như sau. Đồng chí Phạm Thế Duyệt thăm triển lãm tranh thủy mặc của họa sĩ Trương Hán Minh. Đồng chí Lê Minh Nhật tiếp đoàn đại biểu Hội đồng hạt San Diego thuộc tiểu bang California, Mỹ. Công ty Artest mở rộng thị trường nội địa. Hội Liên hiệp Thanh niên quận 3 tổ chức kỷ niệm 21 năm ngày truyền thống thanh niên công nhân. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi phần nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 10 năm 2003, đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm triển lãm tranh thủy mặc của họa sĩ Trương Hán Minh nhằm gây quỹ ủng hộ tháng vận động cao điểm vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh phát động. Đồng chí Phạm Thế Duyệt đã biểu dương họa sĩ Trương Hán Minh đã tích cực miệt mài ấp ủ sáng tác hơn 100 tác phẩm để gây tạo quỹ ủng hộ tháng cao điểm vì người nghèo. Đồng chí đánh giá cao những hoạt động tích cực và sáng tạo của Ban vận động vì người nghèo thành phố trong đợt vận động cao điểm vì người nghèo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, mà cuộc triển lãm tranh của họa sĩ Trương Hán Minh là hoạt động đầu tiên của tháng vận động cao điểm này. Được biết, từ ngày khai mạc triển lãm 10 tháng 10 đến nay, gần nửa số tranh thủy mặc của họa sĩ Trương Hán Minh triển lãm đã có nhiều đơn vị cá nhân đặt mua với tổng số tiền gần 14.500 đô la Mỹ. Triển lãm tranh của họa sĩ sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 10 tại số 92 đường Lê Thánh Tôn, quận Nhất, và họa sĩ sẽ trích 50% số tiền bán tranh đóng góp cho quỹ vì người nghèo thành phố nhằm hỗ trợ cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn của thành phố. Triển lãm tranh thủy mặc của họa sĩ Trương Hán Minh nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào thành phố đã bế mạc sau 10 ngày triển lãm. Cuộc triển lãm tranh thủy mặc của họa sĩ Trương Hán Minh được tổ chức từ ngày 10 tháng 10 để gây quỹ ủng hộ vì người nghèo của thành phố nhằm hưởng ứng tháng vận động cao điểm vì người nghèo.